Mẹ ơi, mẹ xem con đưa ai về này. Ờ, sao hôm nay về sớm thế? Đây là... À, đây là người yêu con đấy mẹ. Hả? Ờ, à, con chào cô ạ, con là Diệu. Con nghe anh Minh kể về cô nhiều lắm đấy ạ. Ý con nói, cô bé này là... À, dạ, đây là người yêu con, cô ấy tên là Diệu. Mẹ thấy sao? Thôi, cứ ngồi xuống đây. Thế hai đứa có khát nước không? Uống gì để mẹ lấy? Thôi, không cần đâu mẹ ạ. À, đấy, để con làm cho. À, để con giới thiệu với mẹ. Thôi khỏi cần. Con có dám chắc con muốn giới thiệu người này với mẹ không? Nhà mình là như thế nào mà con đưa một người không có một tí trưởng thành nào về đây thế? Ừ kìa mẹ, dù gì con với cô ấy cũng yêu nhau chân thành cơ mà. Chân thành thế nào thì mẹ không cần biết, nhưng con là một giám đốc, con phải tìm cho mình một chỗ dựa thật vững chắc để sau này còn lo việc lớn chứ. Ờ, cô có gì không hài lòng ạ? Thế cô hỏi cháu nhá, cháu có biết nấu cơm nước, cháu có biết chăm sóc chồng con không? Cháu biết ạ, với cả cháu nghĩ đấy là kỹ năng sống chứ không phải là một công việc bắt buộc ạ. Nhưng mà cô thấy cháu còn rất trẻ con, nếu bây giờ muốn cưới thì cháu phải thay đổi. Thay đổi cái gì ạ? Như là cách cháu đang nói chuyện đấy, cách cháu ăn mặc rồi cách cư xử ấy. Cháu nghĩ đây là điểm mạnh với cả sự khác biệt của cháu nên là cháu không thay đổi đâu ạ. Thôi nào mẹ, dù gì là cũng thời đại 4.0 rồi, cần gì mấy cái dịu hiền nữa, đúng không? Thực ra ấy, mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi. Miễn là các con yêu thương nhau, sống hạnh phúc thế là được. Dạ vâng ạ, cảm ơn mẹ. Chết này, chết này, chết này. Làm dâu như cô sướng nhỉ? Chồng thì quét nhà, giặt quần áo, vợ thì vắt va vắt vẻo ra như bà tướng ấy. Không hiểu sao con trai tôi lại cưới cô. Thế cô quen nó bằng cách nào? Ờ, bọn con quen nhau qua game à? Qua game á? Game nào? Đường đường con trai tôi là một giám đốc, bận trăm công nghìn việc ra, thời gian đâu ra mà chơi game. Mẹ nhầm, anh ấy chơi hơi đỉnh luôn đấy ạ. Không thể nào. Đấy, mẹ ngồi đây, cái đấy. Đấy nhá, bọn con quen nhau trên Ragnarok Online đấy ạ. Đây, Ragnarok Online là một miền đất hứa dành cho anh em game thủ nào muốn trải nghiệm một game thần thoại thật sự kinh điển đấy mẹ ạ. Đấy, mẹ xem đi. Cái gì mà miền đất hứa với thần thoại với kinh điển thế? Nhưng mà bố mẹ cô rảnh thế mà để cho cô suốt ngày chơi game à? Thì bố mẹ con đi làm, con ở nhà chơi game một mình. Mà mẹ ơi, game này nhá, mẹ chơi là mẹ kết bạn được rất là nhiều luôn ý. Lúc đầu con nghĩ chỉ chơi cho vui thôi, để bớt thấy cô đơn khi ở một mình. Trong game có nhiều điều thú vị, từ bạn bè rồi các mối quan hệ khiến con nhận ra dù là thế giới ảo nhưng tình cảm là thật, cả những kỹ năng giao tiếp nữa. Và rồi con thấy tình yêu của mình cũng lạc ở trong đấy. Chắc là mẹ đang chê con. Thôi, để con bằng phụ anh ý ạ. À mẹ ơi, tuần sau con đi làm rồi đấy. Mình sẽ đi làm, mình sẽ cho mẹ chồng với cả chồng mình thấy là mình không phải là một đứa ăn bám. Mình sẽ kiếm tiền trên đôi tay của mình. Alo chồng ạ? Vợ yêu đấy ạ, đi làm thế nào rồi? Công việc có ổn không? Có nhớ anh không đấy? À, có cần anh cầm tay chỉ việc cho không? Em đi làm nhá, chỉ có chuẩn với chỉnh thôi. Tháng lương đầu tiên của em, anh thích cái gì em mua cho anh. Anh không cần gì cả, chỉ cần em làm việc tốt, vui vẻ là được. Mà em có quên gì không đấy? Ví dụ quên mất chồng chẳng hạn. Anh cứ trêu em có quên cái gì đâu. Em quên túi đi làm, trong đó còn hồ sơ của em đây này. May mà anh phát hiện ra đấy nhá. Ơ, thôi chết rồi, túi hồ sơ của em. Bây giờ phải làm như nào bây giờ? Anh mang về cho em rồi đấy. Ngày đầu quên hồ sơ thì ai dám nhận nữa chứ. Trông em lên phòng anh mà lấy nhá. Trong công việc có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ là siêu nhân của em, luôn xuất hiện khi em cần. Anh cứ đùa thôi, chẳng có siêu nhân nào mà ham chơi game như anh đâu. Thôi, em đi làm đấy nhá. Xui xẻo thế không biết nữa. Đã bảo mình đi pha cà phê rồi, lại còn sắp xếp tài liệu cho văn phòng.
Mà rõ ràng mình làm một phòng kinh doanh. Thế mà Linh bị cái gì thì không biết nữa. Alo, chị gọi em ạ. Cô chứ gì ở đâu thế? Đã sắp xếp tài liệu xong chưa? Sao cô làm cái gì cũng lâu thế? Cái loại người như cô ấy, sao mà chậm chạp? Đã thế, ai là tuyển vào làm việc không biết nữa. Dạ em xin lỗi chị ạ. Em đang sắp xếp rồi đây ạ. Lại còn đang với chả. Làm nhanh lên đi. Nếu sắp xếp xong ấy, thì ra nhà hàng Vivu đặt chỗ cho tôi. Tôi muốn chờ đấy. Nhưng mà chị ơi, cái công việc đấy là của thư ký chứ ạ? Em làm bên văn phòng kinh doanh mà. Cô thích cãi không? Tôi bảo cô làm thì cô phải làm. Ở đâu có đồ nhà quê, vào đây làm việc lại còn cãi chém chém như thế. Dạ em không có ạ. Đấy, còn bảo không. Tôi nói cho cô biết nhá, đừng tưởng có người quen giới thiệu vào đây làm việc thì lên mặt với tôi. Nếu không làm được ấy thì cút. Dạ chị ơi, em làm được. Đây đây, để em đặt luôn cho chị nhá. Dạ. Alo mẹ ạ. Mẹ ơi, chắc là trưa nay con không về được đâu mẹ ạ. Công ty còn nhiều việc lắm. Con lại còn là nhân viên mới nữa. Con phải cố gắng nhiều mẹ ạ. Thằng mình đi làm còn tranh thủ về nhà nghỉ chưa được. Thế tại sao con không về được? Hay là thằng mình bắt nạt con ở đấy à? Để mẹ lên xem sao. Thôi mẹ đừng lên ạ. Công việc của con lo được mẹ. Chứ bây giờ mẹ mà lên chồng con má con chết. Con sợ gì nó? Có mẹ ở đây rồi. Đứa nào dám động vào con dâu mẹ, mẹ xử lý liền. Cưới con dâu về là để chiều chuộng, là để yêu thương. Mẹ không để con thiệt thòi với người khác được. Con cảm ơn mẹ ạ. Con khóc đấy hả Diệu? Ta không. Bụi bay vào mắt của con thôi mẹ ạ. Nếu có ấm ức gì thì cứ nói với mẹ. Nếu thằng mình không lo được, để mẹ lo cho. Con đừng để bản thân bị bắt nạt con nhá. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Thôi, con đi làm đây mẹ nhá. Vâng, con chào mẹ. Ngu ngốc, có mỗi báo cáo là không xong. Đầu của cô chứa tận đất với cát hả? Chị ơi, em xin lỗi ạ. Hay là lấy chồng rồi, đầu óc ngu đi. Cái loại người như cô, bơ vơ được cả nắm. Chị ơi, em xin lỗi. Để em làm lại ạ. Này, cái con này. Mày tưởng mày làm trưởng phòng mà mày muốn làm gì mày được à? Hả? Hôm nay tao cho mày biết thế nào lấy lễ độ nhá. Mẹ ơi thôi. Việc gì con phải sợ? Có mẹ ở đây rồi. Mày láo nháo đâu tao không cần biết. Nhưng mày động vào con dâu tao là mày xong rồi nhá. Con cứ bỏ ra để mẹ cho nó một trận. Thôi mẹ ơi. Thôi thôi mẹ. Mẹ bình tĩnh. Sao chuyện to thế em không nói cho anh biết mà lại đi kể cho mẹ? Em có biết là mẹ lên công ty làm ầm ĩ lên không? Anh thật xấu hổ đấy. Thì mẹ thương em, mẹ lên công ty lại công bằng cho em chứ cái gì đâu. Không phải, anh giận là em bị bắt nạt mà không nói cho anh, lại đi kể cho mẹ. Anh là chồng em, là giám đốc cơ mà. Thì em xin lỗi. Thôi, em hứa là sẽ không để xảy ra chuyện này một lần nữa đâu. Em bỏ qua cho em nhá. Không được, anh phải phạt em. Cái gì? Này này này, định bắt nạt con dâu mẹ chứ gì? Mày làm chồng nó mà mày không quan tâm gì đến vợ cả. Nhìn đây này, nó ấm ức, nó khóc sưng cả mắt này, mày có biết không? Giờ mẹ còn nói nữa à? Con lo cho cả mẹ, cả vợ con đấy. Chứ con chỉ giận là vợ con không nói cho con thôi. Mẹ, không sao ạ. Không sao là không sao. Con về đây làm dâu mẹ, đứa nào động vào con là mẹ xử lý liền. Đừng tưởng nhà mình hiền mà dám bắt nạt con dâu mẹ nhá. Giờ mẹ còn nói thế nữa à? Con lo cho cả mẹ và vợ con. Nhớ đâu mẹ và vợ con bị ai đánh, bị thương thì làm sao? Mẹ, anh ấy nói đúng đấy ạ. Đó như bây giờ nhá, mẹ bị như thế nào đấy, mà con biết làm gì bây giờ? Mà thôi, bỏ qua chuyện kia đi. Mà bình thường mẹ ghét vợ con lắm, sao hôm nay bênh ghê thế? Ghét bao giờ? Chẳng qua là ngày xưa mẹ thấy nó trẻ con, nó hay cãi mẹ. Nhưng bây giờ càng sống mẹ càng thấy nó ngoan, mà nó thành thật thì mẹ yêu. Đặc biệt ra nó còn dạy mẹ chơi game nha. Dạy mẹ chơi game? Game gì? Khi nào? Sao con không biết gì cả? Game Ragnarok online ấy. Này, hôm nay mẹ ngủ đây với con nhá. Con dạy mẹ chơi game tiếp. Con thằng này. Ôi dồi. Ra sofa mà ngủ, nhanh. Nhanh. Con là con đẻ của mẹ cơ mà. Con đẻ cũng ra sofa, nhanh. Chúng mình chơi game tiếp.
Yeah. Đất hứa, truy cập ngay ro.vtcgame.vn để có thêm thông tin chi tiết. Chào cháu. Ờ, con chào bác. Cháu có phải là Huyền Diệu không? Dạ vâng ạ, con mời bác ngồi. Thế bác vào chuyện luôn nhá. Dạ. Chả là thằng Minh con trai bác nó gọi điện về là sắp giới thiệu bạn gái. Nhưng nó thì đi công tác suốt, còn bác cũng bận đi làm. Nên hôm nay bác gọi điện cho cháu ra đây để muốn gặp trực tiếp. Chứ đợi nó về á, có bác lo phát ốm mất ấy. Dạ. Bây giờ cháu đang làm nghề gì? Dạ, cháu làm ngành thiết kế thời trang. Hiện tại thì cháu có một cửa hàng riêng rồi ạ. Thế thì tốt quá, trẻ thế này mà đã có cơ ngơi. Vâng, cháu học thiết kế thời trang từ ngày hồi còn sinh viên ấy ạ. Thì cũng tiết kiệm ra được một khoản, thế là cũng mở cửa hàng. Dạo gần đây thì mới sửa sang lại một tí ạ. Ừ. Thế cho bác hỏi luôn là bố mẹ cháu đang làm nghề gì? Không, ý bác không phải là điều tra, mà bác chỉ muốn tiện cho việc giao tiếp khi gặp mặt sau này thôi. Dạ không sao ạ. Bác cứ hỏi những gì bác thắc mắc, cháu sẽ trả lời thật lòng. Thật ra thì mẹ cháu mất từ hồi cháu còn bé ạ. Còn bố cháu thì làm xây dựng, nhưng mà bố về hưu rồi. Chết, bác xin lỗi, thực sự là bác không biết. À không sao ạ, cháu cũng quen rồi. Với cả đối với cháu thì mẹ cháu vẫn đang ở bên cạnh cháu, chỉ là ở một trạng thái mà người thường không nhìn thấy được thôi. Bác thông cảm cho hoàn cảnh của cháu, vì bà ngoại của thằng Minh cũng mất cách đây không lâu. Nhưng bác may mắn hơn cháu là được sống với bà những mấy chục năm cuộc đời. Vâng, mẹ cháu chọn cách sinh cháu ra rồi ra đi. Chắc là cũng là một cái duyên gì đấy mà mẹ muốn tạo cho cháu một cơ hội sống. Còn mẹ thì mẹ chọn đến một nơi bình yên. Cháu nghĩ là cháu cũng vui cho mẹ. Cái suy nghĩ của cháu ấy khiến bác vô cùng cảm phục đấy. Dạ vâng, lần đầu tiên gặp bác nhưng mà cháu thấy bác rất là phúc hậu và dễ gần. Cháu thấy rất là may mắn ạ. Thế à, thế bác cảm ơn cháu nhá. À nhưng mà bác hỏi này, thế cháu với thằng Minh thì bác quen nhau bao lâu rồi? Dạ hơn một năm rồi ạ. Cháu với anh Minh thì tình cờ gặp được nhau trong lúc mà hai đứa hợp tác với nhau trong công việc thôi ạ. Này, có biết hết tính xấu của nhau không? Chứ nếu sau này về á, có mà vỡ mộng. Anh Minh cũng có tính xấu ạ? Ôi, nó thiếu gì nó nhiều lắm ấy. Nhưng mà thôi, cứ về nhà bác, hai bác cháu mình hợp lại với nhau để xử lý nó, được không? Vâng. Ui, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có mặt liền. Ờ, mẹ nghe đây. Mẹ đang làm gì đấy? Nhớ mẹ chết đi được. Ui giời ơi, anh thì nhớ gì tôi? Anh có biết là anh vừa qua tuổi 30 không? Anh nhớ gì đến cái thân già này? Mẹ cứ nói thế chứ, không nhớ mẹ thì nhớ ai? Ai bảo mẹ sinh ra đứa con tài giỏi người người như này? Thôi đi, anh đừng có nịnh nữa. Này, tôi đố anh nhá. Tôi đố anh biết là tôi đang làm gì. Đoán được mẹ thường gì cho con nào? Muốn gì mẹ cũng chiều. Con đoán chắc mẹ đang nhớ đến con đúng không? Con biết mà, mẹ không nhớ đến con thì làm được việc gì cơ chứ. Anh bớt ảo tưởng đi. Tôi đang ngồi nói chuyện với con dâu tương lai của tôi đấy. Chính thức từ bây giờ là anh thừa thãi trong tâm trí của tôi. Mẹ nói sao cơ? Con dâu nào? Cái thằng này. Mẹ đang nói chuyện với mày cơ mà. Đấy, con xem, già đến nơi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo, không biết bao giờ thì lớn cơ. Alo, em đây. Em đang ngồi với mẹ anh đúng không? Vâng, em đang ngồi với bác. Mẹ nói gì em cũng đừng để ý nhá. Anh đã bảo đợi anh về rồi dẫn em ra mắt rồi. Mẹ thật là... Không sao, bác vui tính lắm, lại còn thoải mái nữa, em rất là thích. Thật đó? Thật, anh yên tâm vào công tác nhá. À, mẹ kể xấu về anh đấy. Mẹ bán đứng anh á. Lần này về mẹ sẽ không có quà cáp gì hết đâu nhá. Anh dám không? Xem gọi anh rồi, tối về anh gọi cho em nhé. Bye em. Bye anh. Chắc là nó lại nói xấu bác đúng không? Dạ không ạ. Anh bảo là mẹ anh dễ tính lắm, cứ thoải mái mà nói chuyện. Với cả anh nói là anh sẽ mua quà cho bác đấy ạ. Cái thằng này nó giỏi định lắm. Cháu nhìn thấy bác với cả anh yêu thương nhau như thế này, cháu cảm thấy rất là may mắn ạ. Ừ, thực lòng thì bác cũng muốn hai đứa bén duyên, mà bác rất quý cháu, bác nói thật đấy. Dạ, cháu cảm ơn. Thế cuối tuần này cháu có bận không? Sang nhà bác đi, hai bác cháu mình nấu nướng món gì thật ngon để ăn. Chứ bác có một mình ở nhà chán chết thì được ý. Thế thì
cháu sẽ qua. Nhớ đấy nhá, bác đợi đấy. Vâng. Vào đây cháu. Dạ. Con đến đây chơi, không biết mua gì cả. Có một ít hoa quả mà bác thích ạ. Cháu chu đáo quá. Thôi cất vào trong nhà cho bác, rồi ra ngoài này uống nước nhé. Vâng. Uống nước đi cháu. Dạ, rất cảm ơn. Hôm qua thằng Minh nó gọi điện về cho bác. Nó cứ thắc mắc là bác nói gì với cháu, làm cho nó sốt hết cả ruột. Thế ạ, con cũng dặn là anh ấy đừng có lo lắng quá rồi mà. Ừ thì nó rất là thương người. Nhất là người nó thương ý, thì nó quan tâm lắm. Như bác đây này, nó lo lắng đến mức độ làm cho bác bực cả mình ý. Ôi trời ơi, nhà chị dâu mát thế nhở. Nhà có điều hòa quá khác. Nóng quá. Cái cô này lạ thật đấy. Vào đây chả gõ cửa gì cả. Thế cô không biết trong nhà có ai nhá? Chị không nói em không để ý. Khách của chị đây à? Ừ. Con chào cô ạ. Không dám. Cô, chị đừng nói với em ý, là con bé này là bạn gái của thằng Minh đấy nhá. Ừ, nếu thế thì sao? Ôi giời ạ, à, cái con hồ ly này này, bố nó ngoại tình nên mẹ nó mới nghĩ quẩn, nó mới mồ côi từ bé. Cái gia đình như thế mà chị cũng chấp nhận được à? Đấy là chuyện của người lớn, tại sao phải bắt bọn trẻ chịu? Ô hay, chị không cao thượng đến mức mà chấp nhận cả con dâu một đời chồng chứ. Hả? Em biết ngay là chị sẽ sốc mà, chị đi mà hỏi con dâu tương lai của chị. Có thật không cháu? Dạ vâng ạ. Đấy, tôi có vu khống cho ai bao giờ đâu. Sao cô biết chuyện này? Chuyện của con nhỏ này ấy, em còn tường tận hơn cả chuyện con trai chị ấy. Cô nói rõ xem nào. Đáng sợ hơn là cưới chồng chưa được 2 tháng thì đã bị nhà chồng ruồng bỏ. Hàng xóm người ta nói rằng là nó không ra gì, thế nên mới bị nhà chồng tống cổ ra khỏi nhà một cách nhục nhã như thế đấy. Chuyện này là thật sao? Dạ, không như cô ấy nói đâu ạ. Là do hắn ta cờ bạc nợ nần. Lúc đấy cháu có một căn nhà riêng, hắn dụ dỗ cháu cưới hắn, xong rồi đứng tên chung căn nhà. Lúc đấy cháu nghĩ là tình nghĩa vợ chồng nên là cũng đồng ý. Không ngờ hắn dở mặt, đòi ly hôn, chia chác tài sản, xong rồi cầm số tiền đấy để đi trả nợ rồi ạ. Cái gì? Có mà cô vu oan cho nó thì có. Chả phải cô có chồng rồi mà vẫn đi hẹn hò với trai à? Không phải đâu ạ, đấy chỉ là đối tác của cháu thôi. Hắn lấy cớ đấy để đòi ly hôn ạ. Chị mà còn dung túng cho nó ấy, thì có khi nó về cái nhà này ấy, xong rồi nó đòi ly hôn, xong rồi nó chia chác tài sản của thằng Minh ấy. Bác ơi, những gì con nói là sự thật. Con yêu anh Minh là thật lòng, con muốn hiểu cho con ạ. Thật lòng? Cô còn nói cái câu đấy ở đây được à? Chị tôi có mở mắt ấy, thì cũng nhận ra được bộ mặt thật của cô. Một đời chồng mà đòi lấy trai tơ, cô nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Chuyện này mà chị còn dung túng như thế này là hỏng chuyện đấy. Rồi xóm giềng người ta dị nghị cho, màng tiếng cả đời. Mà em nói thật, chị nhẹ dạ cả tin nó vừa đấy. Nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc của hai đứa, tôi làm sao mà... Hạnh phúc cái gì mà hạnh phúc? Chị mà không ngăn cản ấy là chị hại thằng Minh đấy. Cái con bé Linh nhà bà Thủy, nó vừa đẹp người lại đẹp nết, nó lại thương thằng Minh thật lòng, mà chị lại còn kén chọn, chọn cái con bé một đời chồng. Làm sao cô biết chuyện này? Ôi giời ơi, mẹ chồng cũ của nó ấy, là trong hội bạn em đây này. Chính em còn đích thân đi ăn cưới nó đây này. Trời ơi, này em nói cho chị biết nhá, ngoại tình nó có gen cả đấy. Cô ơi, cô nói con sao cũng được, nhưng mà chuyện gia đình của con, nếu như cô không phải là người trong cuộc thì con mong là cô đừng nói như thế ạ. Tao nói như thế là nhẹ cho mày rồi đấy. Cô đang sỉ nhục bố mẹ con, nhẹ chỗ nào ạ? Mày không biết vì sao mà đến bây giờ tao vẫn chưa chịu lấy chồng không? Là vì bố mày đấy! Cô nói thế là sao ạ? Cô Mai, cô biết mình đang nói gì không? Biết chứ. Là vì mẹ nó nên cuộc đời em mới như thế này. Em hận bà ta tới tận xương tủy. Cô ơi, cô nói rõ hơn được không ạ? Nếu mẹ mày không dùng cách đấy để giày vò ông ấy,
ông ấy đã không ruồng bỏ tao, đã không bắt tao phá cái thai trong bụng. Tất cả là vì mẹ mày. Nói thế là chính bà là người đã ép mẹ tôi đến đường cùng. Chính bà là người phá nát gia đình của tôi, có đúng không? Nếu không vì mẹ mày ấy, thì bây giờ tao đã hạnh phúc bên ông ấy rồi, chứ không phải đứng đây để ngăn cản mày cưới cháu tao. Cũng chính là bà, người đã nói xấu tôi với gia đình nhà chồng cũ, khiến cho họ loạn lên, đuổi tôi ra khỏi nhà, rồi cướp hết tài sản tôi, đúng không? Hôm đám cưới, gặp lại bố mày, tao không nghĩ là trái đất nó lại tròn đến mức như thế. Chuyện nhà chồng mày là tao làm đấy, thì đã làm sao? Còn chưa hả cơn giận trong tao đây này, mày hiểu không? Chị đánh tôi. Từ trước tới nay tôi thương cô, vì nghĩ cô là người sống trọng tình cảm, vì không quên được tình cũ nên không đi lấy chồng. Nhưng ai dè đây chỉ là một sự ích kỷ, một sự vô lương tâm, một người đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Chị nói hay lắm, nhưng chị thử đặt vào tình thế của tôi xem. Tôi còn không biết là ông ấy có vợ con, mà biết cái thai trong bụng tôi 2 tháng, ông ấy cũng chọn gia đình để bắt tôi phá thai. Chị xem tôi có nên hận ông ta hay không? Nhưng cô phải biết điểm dừng của mình chứ. Điểm dừng? Ngay cả khi mẹ nó không còn, ông ta không chọn tôi, tôi phải biết điểm dừng như thế nào? Bà đừng nói nữa. Bác, con xin lỗi bác, tại con mà gia đình mình xáo trộn lên như thế này, con xin phép ạ. Đứng lại, cháu ở lại đây. Này, anh trai cô mất, điều mà anh trai cô lo lắng nhất không phải là vì thằng Minh mà là cô đấy. Tại sao cô không nghĩ thoáng được? Tôi thì làm sao? Chị thì ở nhà cao cửa rộng như thế này, mọi tài sản của anh trai tôi chị giữ hết. Làm sao chị hiểu được cái cảm giác cô đơn cùng cực như tôi chứ? Là do cô bỏ nhà đi, cô thích cuộc sống tự do thoải mái. Bây giờ cô về cô trách gì tôi? Tôi không cần biết, nhưng con bé này không được phép làm con dâu của anh trai tôi. Nếu tôi muốn thì sao? Chị, tất cả những điều cô vừa nói, tôi đã hiểu được hoàn cảnh của con bé. Tôi dám chắc, nếu không phải là người tử tế thì nó sẽ không biểu cảm tình cảm như thế trước mặt tôi. Còn nữa, nếu nó chấp nhận về nhà này thì nó sẽ không muốn gặp cô ở đây đâu. Chị muốn gì? Chị nói thẳng ra đi. Tôi trân trọng thái độ cũng như con người nó. Thôi, mà cháu không cần phải nói gì cả. Bác đã chấp nhận cháu làm con dâu bác rồi. Chị điên rồi! Còn cô, lúc trẻ, anh trai cô nói cô không nghe. Cô chơi bời lêu lổng, cô giật chồng của người khác, khiến vợ người ta vào bước đường cùng. Bây giờ cô ôm hận, cô chút giận đến con gái người ta. Cô không phải là cô em chồng mà tôi biết. Được, đấy là chị chọn đấy nhá. Từ giờ chị đừng đếm xỉa gì đến đứa em chồng này nữa. Vĩnh biệt. Bác, con thật sự xin lỗi ạ. Con không phải nói gì cả, bác đã hiểu. Từ nay đừng gọi là bác nữa nhá, hãy gọi là mẹ được không? Vâng ạ. Mẹ rất hiểu những gì mà con đã và đang trải qua, và cũng hiểu tâm trạng cô của Minh. Nhưng thôi, chuyện nào đi chuyện đấy, rồi cô ấy sẽ hiểu. Còn con, mẹ không thể để mất con được. Con cảm ơn mẹ ạ. Alo, sếp ạ, dạ vâng ạ. Dạ vâng, em đang đến rồi đây ạ. Alo anh ạ, hôm nay dỗ bố ấy, em có mua đồ hết rồi nhưng mà em lại có việc đột xuất phải đi. Em có ghi hướng dẫn rồi ý, bây giờ anh về nhà anh chỉ cần làm theo thôi nhá. Anh giúp em nhá. Anh, em nhắn tin nhắn thoại cho anh mà anh không xem ạ? Không. Thế còn dỗ bố thì sao ạ? Cô vẫn nhớ hôm là ngày dỗ bố tôi cơ đấy ạ? Em... Phận làm dâu, ngày dỗ bố tôi, cô ở đâu, hả? Thì em nhắn tin cho anh rồi mà. Với cả em cũng mua đồ sẵn rồi.
cô mua đồ vứt đấy là xong nhiệm vụ à? Thì tại em có việc đột xuất cho nên là... Đột xuất hay trốn việc nhà? Tôi nói cho cô biết nhá, một nhân viên quèn thử việc như cô có chuyện gì bận mà quên cả dỗ bố chồng hả? Thì vì là nhân viên mới nên em mới xin xếp tất cả các dự án để làm quen với công việc. Nên là cái việc mà em đi gặp khách hàng ấy cũng là điều đương nhiên mà. Cô nhìn lại bản thân nhan sắc của cô đi. Đến bản thân tôi còn không nuốt nổi thì khách hàng nào nuốt nổi hả? Em làm sao ạ? Cô tự đi mà soi gương đi. Da rẻ thì vừa đen, sạm, khô ráp. Sờ vào thì nổi hết cả gai ốc lên. Mà chuẩn bị lo liệu cúng dỗ rồi đấy. Anh đi lo đấy. Chuyện bếp núc mâm cỗ là của đàn bà. Lo xong thì bảo tôi xung vái. Nếu ngày xưa mẹ không ngăn cản anh, em đã là cô dâu của anh rồi đấy. Anh ơi, hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Anh xem gì mà chăm chú thế? Không, xem linh tinh thôi. Mà có chuyện gì? À, nãy em hỏi là hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu ạ? Thôi, không cần đâu. Được, hôm cuối tuần tôi có hẹn với anh Tuấn rồi. Cô tự đi nấu nướng mà ăn đi. Không phải đợi cơm đâu. Mẹ, mẹ đến chơi à? Ừ, hôm nay cuối tuần hai vợ chồng ở nhà cả hả? Dạ vâng, mẹ vào nhà đi ạ. Mẹ à? Mẹ đi du lịch Trung Quốc về, con mua cho con ít quà đây, con xem con có thích không? Quà mẹ tặng á, quà nào con cũng thích hết. Con cảm ơn mẹ. Con bé này. À, mẹ đợi con một lát nhá, con vào lấy nước cho mẹ. Gớm, mẹ đi du lịch về mua mỗi quà cho con dâu. Con trai mẹ là con ghẻ à? Sao lại so bì như thế được? Mẹ nuôi anh ý, tốn kém bao nhiêu tiền của, vất vả, mất bao nhiêu công sức. Bây giờ con dâu về thay mẹ chăm con, mẹ phải thương nó hơn chứ. Mẹ đừng mà thiên vị. Đúng, tôi thiên vị thì tôi muốn tốt cho anh đấy. Tốt cái gì? Chả bằng Ngọc. Ngày xưa mẹ cứ cấm đoán con lấy cô ấy. Bây giờ sắp lấy chồng rồi đấy, mẹ chuẩn bị tiếc đi là vừa. Thế cái rượu nó không tốt à? Nó hiền lành, biết điều. Mẹ chỉ có mỗi mình nó là con dâu thì đấy. Mẹ cứ bị làm sao vậy? Mẹ đi so sánh Ngọc với rượu. Mẹ nhìn lại con dâu của mẹ xem, vừa xấu vừa đen. Con nhìn Ngọc ấy, nhìn phát con chảy hết nước miếng rồi này. Đừng có nói thế, khi rượu nó nghe thấy nó buồn đấy. Mẹ, con mời mẹ uống nước ạ. Mẹ ở đây chơi con dâu mẹ đi, con có hẹn rồi. Anh ở lại chơi với mẹ đã, mẹ mới lên mà. Thôi kệ nó, mẹ lên đây là thăm con, chứ mẹ không thèm quan tâm đến nó. Xem con dâu mẹ nào. Làm gì thì làm, nhưng phụ nữ quan trọng nhất là vẻ bề ngoài. Người xưa có câu nước dáng bề da, thứ ba là mái tóc. Con thì được tất rồi, chỉ có mỗi làn da là cần phải cải thiện thôi. Đây, mẹ có mua cho con sản phẩm viên uống trắng da hay gian, sử dụng nguyên liệu từ Pháp, làm trắng sáng da một cách tự nhiên, hết đèn sạm, hết thâm nám, hãy tạo ra sâu từ bên trong. Con dùng đi. Con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ tâm lý quá. Mẹ biết tính thằng Minh nó còn ương bướng nên con dâu mẹ phải chịu vất vả nhiều rồi. Không sao đâu mẹ ạ. Con chỉ mong là anh ấy thay đổi, xem đây là một phần gia đình của anh ấy thôi. Mẹ tin rồi nó sẽ hiểu ra, rồi biết trân trọng con. Mà thôi, bây giờ trước mắt con hãy yêu bản thân mình đã, còn yêu người thì tính sau. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Những lời này của mẹ con sẽ cố gắng đến cùng ạ. Anh ơi, anh nhìn em mặc bộ này như thế nào ạ? Anh ơi. Anh sao đấy? À không, được đấy. Em mặc bộ này đi đám cưới chị Ngọc bạn thân anh nhá. Cô nói cái gì cơ?
thì mẹ bảo là sắp tới chỉ còn bản thân anh cưới, nên là bọn em sắm đồ để đi với anh mà. Tôi cấm cô bé mặc cái đám cưới Ngọc nửa bước nhá. Có chuyện gì thế ạ? Không có chuyện gì cả. Chỉ là tôi không muốn có sự xuất hiện của cô thôi. Nhưng mà mẹ dặn là... Dẹp ngay bộ đồ gấm kia rồi đi. Bật hết cả hứng. Chơi ạ? Mẹ lên đây có chút việc, tiện qua ghé thăm các con luôn. Thế cái gì ở đâu rồi? Đi từ sáng rồi mẹ ạ, ngày nào cũng thế, có bao giờ gặp đâu. Còn ấy, làm gì thì làm, nhưng phải để ý đến tâm lý của cái Diệu. Mẹ nghe nói, dạo này con chê vợ đúng không? Thì không sinh thì con bảo không sinh cho bớt ảo tưởng ấy chứ. Suốt ngày tự khen mình sinh, mà con không nói sai đâu. Con thật là cứng đầu. Cái Diệu nó yêu thương con thì nó mới chịu đựng đến lúc này. Chứ phải người khác ấy, thì con đừng có mơ. Thì cũng tại mẹ ấy chứ. Năm đó mẹ không cấm cản ấy, thì giờ này con đã sống hạnh phúc với Ngọc rồi. Con vẫn còn tơ tưởng đến con bé đó hả? Cũng tại mẹ cả thôi. Nếu mẹ không cấm cản con ấy, mà tự nhiên lại lấy cho con cái đứa vợ sừa xấu xí, vừa bẩn thỉu thế. Này, con nói thế nào ấy chứ. Mẹ thấy cái Diệu càng ngày càng sinh ra. Hôm vừa rồi nó gọi video cho mẹ nhé. Da rẻ trắng sáng, xinh lắm. Bây giờ phụ nữ biết make up một tí thì thế nào chả xinh, chả ảo nha. Nếu mà cần thiết ấy, mẹ bảo nó bảo mặt mộng ra mà xem. Còn nói không câu nào vào đầu cả. Mà mẹ nhá, sao hôm trước mẹ bảo cái Diệu đi đám cưới Ngọc con làm gì? Mất mặt con ra chứ. Con nói cái gì thế? Đúng rồi, chính mẹ bảo cái Diệu đến đám cưới của cái Ngọc đấy. Con cấm cô ta bước đến đám cưới Ngọc nửa bước, mày mà nghe lời đấy. Con cấm nó sao? Mẹ biết con có tình cảm với cái Ngọc, cho nên mẹ cố tình bảo cái Diệu đi cùng đấy. Bởi vì cái Diệu nó mới là vợ chính thức của con. Còn cái Ngọc nó đã là vợ của người khác rồi. Con tỉnh lại đi con ơi. Con nói cho mẹ biết nhá, nếu không vì mẹ năm đấy con không lấy cái Diệu rồi. Nếu không vì mẹ bây giờ con đã sống hạnh phúc với Ngọc rồi đấy mẹ ạ. Bây giờ mẹ bắt con sống với người xấu xí, bẩn thỉu, mẹ hài lòng chưa? Mẹ nói cho mày biết nhá, ngày ấy chính mẹ phát hiện ra nó đi cặp kè với người khác. Nó còn nói nó đến với mày chỉ vì tiền. Nó còn chê mày ngu dại cho nên cứ đâm đầu vào nó. Chính vì như thế cho nên mẹ nhất nhất cấm cản không cho con đến với nó đấy. Mẹ nói cái gì vậy? Ngọc không phải là người như thế mẹ ạ. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Mày mở mắt to ra nhìn chồng cái Ngọc bây giờ xem. Tiền tài địa vị mày có bằng nó không? Mày cứ tưởng cái Ngọc nó vẫn còn nghĩ đến mày á? Mày nhầm rồi con ạ. Chỉ có cái Diệu nó mới yêu thương con, nó mới chịu đựng con được đến ngày hôm nay thôi. Tỉnh lại đi con ơi. Diệu về rồi đấy hả con? Mẹ, thì ra bấy lâu nay cô ta mới là người mà trân trọng có đúng không? Anh sợ tôi bước chân lên lễ cưới của cô ta thì anh mất mặt. Thế anh có nghĩ đến mặt mũi của tôi không? Con, mẹ, con thật sự biết ơn vào những gì mẹ đã làm cho con. Nhưng mà ngày hôm nay con hiểu ra vấn đề rồi mẹ. Hiểu không? Hiểu thì sao? Mày câm mồm! Ly hôn đi. Ok, con bình tĩnh đã. Chuyện không như con nghĩ đâu. Con nghe hết rồi mẹ. Từ đầu đến cuối anh ta chưa từng coi con là vợ. Tất cả chỉ là do con ảo tưởng thôi. Lâu nay con cứ nghĩ là do anh ta khó tính, con chấp nhận bỏ qua. Nhưng mà con thực sự sai rồi mẹ. Kìa, Minh, mày nói gì đi chứ? Mẹ xin con hãy bình tĩnh. Đừng đi hôn con. Bình tĩnh đi con ơi. Mẹ, một ngày là mẹ thì suốt đời con vẫn gọi mẹ là mẹ. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, nhưng mà mẹ yên tâm đi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con vẫn sẽ về thăm mẹ mà.
Mẹ chỉ có một mình con là con dâu thôi. Mẹ xin lỗi vì đã đẩy con vào cái tình huống như thế này. Mẹ... Không sao đâu mẹ ạ. Con hiểu mà. Con xin phép mẹ. Con... Con phải đi rồi ạ. Con xin phép mẹ. Con thằng chơi đấy này, mày mà không dỗ được con Diệu về thì mày đừng gọi tao là mẹ nữa. Diệu ơi, đợi mẹ với.